360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất tại Thái Lan ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân và mới lăn bánh được 3 vạn km rồi quý vị và các bạn. Rất là đẹp, rất là mới, nhắc đến đời 2016 đến bây giờ nếu tính đến năm sử dụng thì có lẽ là 4-5 năm rồi. Nhưng mà với cái chất lượng của nó thì quý vị và các bạn thấy mới có 3 vạn km thôi thì chất lượng nó cực kỳ là còn mới đấy ạ. Có những chiếc xe 1 năm người ta có thể sử dụng lên, có những chiếc xe 1 năm chạy có thể lên đến 3 vạn, 4 vạn. Như chiếc xe này 4-5 năm rồi mới chỉ chạy có 3 vạn km thôi, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris G này. Đầu tiên là chúng ta dừng lại xem về cái phần đầu, cái phần ba là sốc trước của chiếc xe đã. Đấy, đầu tiên là tôi cũng giới thiệu qua cho quý vị và các bạn xem về cái phần đầu để nhận biết được là cái phiên bản E hay là cái phiên bản G đã quý vị và các bạn nhé. Phiên bản E thì là nhìn cái đầu này là chúng ta biết được xe cũng chỉ được trang bị đèn halogen bình thường thôi, chưa có được trang bị đèn bi. Đây, chiếc xe bản G này là đã được trang bị đèn bi và cái cặp đèn này còn rất là mới quý vị bạn xem đây ạ. Tôi quay cho quý vị bạn xem sát vào thấy là nó rất là mới đấy ạ. Đồng hồ 3 vạn km thôi nhưng mà quý vị bạn thấy nó mới như thế này thì quý vị bạn có thấy là đồng hồ chuẩn không ạ? Đấy, đèn led này. À xin lỗi quý vị bạn, đèn gầm ạ. Đèn pha và đèn gầm. Đấy. Và cái phần ba đời sốc trước này là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, tất cả nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu lực cập điện tích hợp xi nhan trên gương. Và nhìn quanh một vòng quanh xe thì quý vị bạn thấy đấy ạ, không có một cái vết xước nào đâu ạ. Đấy, mặc dù là chiếc xe này chúng tôi cũng đi lại ra đây là nó hơi bẩn một chút thôi này. Nhìn tinh và mới thấy được là nó bẩn chứ còn không có một cái vết xước nào quý vị bạn nhé. La răng cũng không có một cái vết xước nào luôn. Những cái bộ la răng này nếu như chạy nhiều là thường là nó hay bị xước hết rồi. Nhưng chiếc xe này cả một cái bộ la răng này chưa có một vết xước nào. Tôi đi một vòng quanh cho quý vị bạn xem luôn đấy ạ. Cả bốn cái la răng này còn nguyên bản luôn, không có một vết xước và cũng chưa sơn lại nhé. Đấy, chưa sơn lại luôn ạ. À đây quý vị ạ, cái la răng này thì có vết xước nhưng mà nhỏ nhẹ thôi ạ. Đấy, chưa sơn lại, điều đặc biệt là chưa sơn lại. Và đi vòng quanh thì quý vị bạn thấy luôn đấy ạ, chủ xe cũng rất là cẩn thận này, đã ốp cả từ những cái tay nắm cửa này. Những cái tay nắm cửa này không ốp là nó sẽ hay bị xước ở cái lòng trong này, cho nên chủ xe đã ốp cả bốn cái tay nắm cửa. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Đấy, tay nắm cửa được ốp này, cả bốn tay nắm luôn. Từ những cái chữ này cho đến những cái nẹp chrome này, logo này, rất là mới luôn đấy ạ. Tôi quay phải chi tiết từng cái một và sát lại cho quý vị và bạn xem đây ạ, để quý vị và bạn thấy được cái chất lượng nó còn mới như thế nào. Cụm đèn gầm, à xin lỗi quý vị và bạn, cụm đèn hậu đấy ạ, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới. Cả một cái cụm đèn hậu này còn rất là mới, rất là sáng. Và nhìn ở cái ba đầu sốc sau này thì quý vị và các bạn cũng thấy được đấy ạ, xe cũng đã được trang bị camera lùi. Đây là cái camera lùi này và cảm biến lùi rồi, rất thích hợp cho chị em phụ nữ hoặc kể cả là anh em nam mà mới lái xe thì cũng rất cần đến những cái option trợ giúp như là camera lùi và cảm biến lùi đấy ạ. Và đây tay nắm cửa, ốp tay nắm cửa này rất là mới ạ. Đi quanh một vòng quanh mà chưa tìm thấy một cái vết xước nào đâu ạ, phải nói là cực kỳ mới ạ. Từ phần ngoại thất cho đến nội thất đều rất là mới ạ. Và tôi cũng chia sẻ thêm thông tin về chiếc xe Toyota Yaris G quý vị và bạn nhé. Nhắc đến Toyota Yaris thì ở Việt Nam này thì nó nhiều phiên bản vô cùng ạ. Đến chúng tôi là cái những cái người mà làm xe ô tô lâu năm rồi thì chúng tôi mới biết được. Ở thị trường Việt Nam mình thì nó có rất là nhiều những chiếc xe Toyota Yaris. Tôi giới thiệu sơ sơ qua, ví dụ như là có từ những phiên bản sản xuất Nhật, xuất Trung Đông hoặc là sản xuất Pháp. Đấy là cái phiên bản Yaris châu Âu. Nhưng ở Toyota phân phối tại thị trường Việt Nam mình thì nó lại có hai loại Yaris. Yaris đó là Yaris phiên bản 1.3 này, Yaris phiên bản 1.5 này, trong phiên bản 1.3 hoặc 1.5
thì nó lại có hai phiên bản nữa, phân ra hai phiên bản, đó là Yaris Air và Yaris G. Nó cũng giống như Vios ấy, Vios thì lắp ráp trong nước, đều có bản E và bản G. Bản E là cái phiên bản thiếu đồ, còn phiên bản G là cái phiên bản đầy đủ đồ. Ví dụ như phiên bản G nó đủ đầy đủ hết và nó hơn ở bản E ở cái option, ví dụ như là đèn bi xenon này, và bên trong thì nó có nội thất da sẵn này, không phải là nội thất nỉ này, và điều hòa tự động. Đấy là cái phiên bản G là nó đủ đồ hơn, còn phiên bản E là nó thiếu cái đấy, nó giống y như còn Vios ấy, Vios bản E còn sờ ghế nỉ này. Đấy, nó thiếu đồ. Ở Việt Nam mình là có những cái phiên bản Yaris như vậy. Và hôm nay thì quý vị và các bạn được xem chiếc xe mà tôi đang giới thiệu đây, là cái phiên bản Toyota Yaris G, phiên bản G đủ. Và sản xuất năm 2016 thì nó lại có hai phiên bản quý vị và bạn nhé. Ở năm 2016 này thì là nó có hai phiên bản. Phiên bản đầu năm 2016 là phiên bản máy cũ, tức là máy VVTi thường thôi. Còn phiên bản mới cuối năm 2016 như chiếc xe tôi đang giới thiệu đây là cái phiên bản máy mới rồi, máy đua VVTi đấy. Rất nhiều người cũng hiểu biết về chiếc xe Yaris này, mua gọi điện cho chúng tôi đều hỏi là máy cũ hay máy mới đấy ạ. Đấy, mọi người cứ hay hỏi cho nó dễ là máy cũ hay máy mới. Và thưa với quý vị bạn, chiếc xe này là phiên bản máy mới ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, tức là cuối năm 2016 thì nó mới có cái máy mới ạ, còn không là máy cũ thôi. Đấy, để tôi cũng chia sẻ thêm thông tin để cho quý vị và các bạn cùng biết ạ. Tại vì tôi cũng biết là có người là hiểu rất rõ về những chiếc xe Yaris này, nhưng cũng còn nhiều người chưa hiểu, cho nên tôi phải quay và phải giới thiệu, phải chia sẻ để quý vị và các bạn cùng biết ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 518 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 518 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Yaris G nhập khẩu này ạ. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục làm trả góp thì rất là nhanh chóng, rất là đơn giản, chỉ từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận xe để đi rồi. Đấy, cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G 2016 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và cái phần ngoại thất thì tôi đã giới thiệu rất đầy đủ, rất chi tiết, tôi quay rất sát cho quý vị và các bạn cùng xem đấy rồi. Và cũng có một cái nữa là quên, tôi chưa quay cho quý vị bạn xem, đó là cái dàn lốp này đây. Thưa với quý vị các bạn, cái dàn lốp còn rất là dày quý vị các bạn nhé. Đấy, cả cái dàn lốp này còn rất là dày quý vị các bạn có thể yên tâm. Bây giờ quý vị các bạn mua về thì chắc chắn là chạy vài vạn nữa cũng không phải thay cái gì cả. Chỉ đổ xăng, thay dầu máy, đấy, bảo dưỡng để mà chạy thôi chứ cũng không phải làm cái gì cả. Rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp như vậy rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên thì cũng như những chiếc xe khác, tôi vẫn mời quý vị và các bạn mở cái cánh cửa bên lái này ra để xem về cái phần táp bi cửa này, cho đến những phần keo chỉ của cái cánh cửa này đấy ạ. Đây là cái phần keo chỉ của cánh cửa đây quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản, không bị đâm đụng, không bị ngập nước, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Ốc bản lề này rất là đẹp luôn, đầy đủ luôn, không có bị tháo ra một chút nào cả. Và gương chiếu hậu cũng là gương gập điện ạ. Đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu đấy ạ. Rất là mới. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2016 quý vị và các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất này, đây là cái tem của đơn vị nhập khẩu, tức là Toyota Việt Nam mình nhập về và dán tem của đơn vị nhập khẩu đây, sản xuất năm 2016 đây. Còn đây mới là tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan đây này. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất này. Dung tích 1.5 lít, đây tức là 1496 là 1.5 nhé. Có những cái phiên bản 1.3 thôi, quý vị các bạn phải đến xem trực tiếp ạ. Đấy. Và nội thất thì rất là mới này. Xe cũng đã được trang bị nội thất da này.
nội thất da rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy. Vô lăng cũng rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn ạ. Đây này. Vô lăng còn rất đẹp luôn đấy. Vô lăng cần số rất là đẹp ạ. Và đồng hồ thì mới lăn bánh được 3 vạn km ạ. Đấy, thưa mấy quý vị và các bạn, đây là đồng hồ cũng km. Lát nữa thì tôi lại ngồi về phía sau tôi giới thiệu thì nó chi tiết hơn ạ. Đấy. Và tiếp theo là tôi sẽ mở cái cánh cửa đằng sau bên lái ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như cái cánh cửa trước thôi, keo chỉ còn nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Táp bi cửa rất là đẹp. Đấy, ốc bản lề còn nguyên hết đây ạ. Ốc bản lề còn nguyên hết này. Nội thất rất mới, rất là đẹp này. Táp bi cửa này, hàng ghế sau này đều rất là đẹp luôn ạ. Cái nội thất ở ghế sau này cũng mới cực luôn đấy quý vị bạn nhé. Cái da thì rất là cao cấp. Đấy, da này là da rất cao cấp đấy ạ. Quý vị bạn xem này. Ở những chiếc xe nhập khẩu thì được trang bị những cái da nó cũng rất là đẹp ạ. Nó khác với những cái phiên bản mà lắp ráp trong nước. Những cái xe lắp ráp trong nước thì da chưa chắc đã được xịn lắm đâu. Đấy. Đây là cái phần táp bi, táp lô. Tôi quan sát cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ cái vô lăng này, vô lăng kết hợp các phím điều khiển này. Táp bi cửa này. Đồng hồ này. Đồng hồ 3 vạn km rồi. Và xe cũng đã được trang bị đầu DVD, màn hình, tích hợp cả camera lùi USB. Rồi đèn nổ sẽ tắt tốt đây ạ. Điều hòa tự động này. Táp lô rất là mới này. Táp bi cũng rất là đẹp luôn này. Phải nói là từ năm 2016 đến bây giờ tính ra năm sử dụng thì có 4-5 năm rồi. Nhưng mà chiếc xe này nó cũng chỉ bằng một chiếc xe chạy dịch vụ trong vòng 1 năm thôi. Có những chiếc xe mà chạy dịch vụ taxi chỉ mua, vừa mua xong mà đem đi chạy dịch vụ chỉ 6 tháng là nó cũng đã được đạt được mức như thế này rồi đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và cái điều đặc biệt rất nhiều người Việt Nam mình quan tâm khi đi mua xe đấy ạ. Nhiều người đi mua xe đều gọi điện hỏi tôi là anh ơi, thế cái xe này nó chạy hết bao nhiêu lít xăng cho 100 km. Thì ở chiếc xe Toyota Yaris G phiên bản này, quý vị các bạn thấy ạ, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 5,7 lít cho 100 km kết hợp. Và với 7 lít cho 100 km trong khu đô thị nhé. Còn nếu chạy ngoài đô thị này, chạy đường trường này, chưa đến 5 lít ạ. Đấy, cực kỳ tiết kiệm không quý vị các bạn ạ. Chỉ hơn chiếc xe SH một chút thôi ạ. SH cũng phải tầm 4 lít. Đấy, 4 lít cho 100 km. Thì chiếc xe tôi ô tô phải to như thế này, nặng như thế này và cũng chỉ hết có 4,9, tức là 5 lít thôi ạ. Đấy, rất là hấp dẫn ạ. Và đây là cái phần cốp sau nhé. Tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy. Đầu tiên là cũng xem về cái phần ốc đã này. Ốc cốp sau nguyên bản này. Ốc cốp sau nguyên bản, keo chỉ nguyên bản hết này. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Còn nguyên bản và còn rất là mới. Có cả đèn cốp sau đây. Phần nỉ này rất là đẹp này, rất là mới này. Và đặc biệt là chủ xe cũng rất là cẩn thận. Lót thêm cả cái lót nhựa này để đồ cho nó đỡ chống bẩn cốp đấy ạ. Đấy, cho nên là nó còn mới lắm đấy ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa sau bên phụ này. Phải nói rất là mới đấy ạ. Ốc bản lề còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản luôn. Nội thất đây rất là mới ạ. Chưa có một phân keo chỉ nào cả. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ này. Táp bi cũng rất là mới luôn. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, cái ghế bên phụ này cũng rất là mới này. Quý vị các bạn thấy ngồi nhiều hay ngồi ít, dùng nhiều hay dùng ít là nhìn cái ghế là biết ạ. Da thì rất là xịn.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe đấy ạ. Ở 2016 nó có phiên bản máy cũ và máy mới đấy ạ. Và thưa với quý vị các bạn, đây là cái phiên bản được sản xuất cuối năm 2016. Toyota cũng đã nâng cấp cái động cơ cho chiếc Vios này lên là một cái động cơ mới luôn quý vị các bạn nhé. Động cơ mới, đây, tức là động cơ cũ nó chỉ có là VVTi thôi. Nhưng từ cuối năm 2016 thì đã được nâng cấp lên là đua VVTi. Và cái nắp máy này nó màu trắng, cái nắp cũ là màu đen ạ. Đấy, cho nên là nhiều người hay gọi là máy cũ và máy mới là nó khác nhau như vậy đấy. Tôi chia sẻ thêm về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn này cùng xem đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và bạn xem về cái phần động cơ này này, để quý vị và bạn thấy nó còn nguyên bản này. Đây là cái keo máy nguyên bản của nhà sản xuất đây nhá. Đấy, đi xem xe cũ thì tôi cũng chia sẻ thêm về kinh nghiệm này, keo của nhà máy nó khác với keo làm lại nhá. Đấy, ốc còn nguyên bản này. Từ những cái ốc mặt máy còn nguyên bản này. Đấy, tất cả những cái ốc này mà nó còn nguyên bản thì đương nhiên là những cái máy móc này nó nguyên bản hết quý vị các bạn này. Đấy, tôi quay và giới thiệu rất chi tiết hết này. Từ những cái ốc chân máy, chân số, đây là cái số mà của động cơ đây này. Số của động cơ bên dưới này quý vị và bạn nhá. Đấy. Đây là cái số của động cơ này. Ốc chân máy này. Từ những cái ốc chân máy này đến ốc mặt máy bên trong này, cả một cái dàn ốc đây quý vị và bạn này, nó còn nguyên bản hết đấy nhá. Đấy. Rất là đẹp. Còn nguyên bản này, từ những ốc xương đầu này. Từ những cái ốc xương đầu này còn nguyên bản hết này, cho đến ốc cabo này. Keo xỉ carbon. Ốc cabo đến keo chỉ cabo này còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Đấy. Chưa có bị làm lại chỗ nào cả, còn nguyên bản và nó còn rất mới như thế này đấy quý vị. Mới chạy có 3 vạn km thôi thì cái máy này nó không khác gì máy mới luôn ạ. Và nói thật với quý vị các bạn là cái động cơ này chúng tôi không dọn đâu nhé, tôi để nguyên đấy. Chứ nếu dọn đi thì quý vị các bạn đây, những cái này nó phải sạch hết cơ đây này. Tôi lau qua đây cho quý vị bạn xem này. Đấy. Tôi không dọn nhé, để nguyên mà nó đã đẹp như này luôn này. Đây, từ những cái vết này này, nếu như dọn đi là nó sẽ rất mới. Đấy, đây nó đang bụi bẩn, bám bẩn vào đấy, tôi không dọn. Để nguyên bản đấy, vì nó quá mới rồi, nếu như bây dọn đi là nó lại mới quá thì lại mọi người lại tưởng là thay máy mới. Đấy. Tất cả nó còn nguyên bản như thế này đấy. Rất là đẹp. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2016 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.